cho nồi nước dùng khoảng 30 lít thì các bạn sẽ chuẩn bị là 3 cân xương cụt. Nếu như không có xương bò thì các bạn có thể dùng xương ống lợn cũng được các bạn nhé. Và một lạng thảo quả quế hồi, 2 lạng gừng tươi và 2 củ hành tây. Vì cứ theo công thức là 1 cân cục xương ống là 10 lít nước. Gia vị thì gồm có hạt nêm, tiêu, súp. Và nếu như không có thạch sùng thì bạn có thể dùng nước mắm cá thu cao cấp các bạn nhé. Và thao tác đầu tiên là các bạn sẽ rửa bằng nước mát. Sau khi cho rửa nước lạnh xong thì các bạn cho ra để dóc qua một lần cái thịt và cái gân của bám vào xương đi. Các bạn dọc bớt những cái thịt và những cái gân nó lẫn vào xương để tránh làm cho nước nó bị đục. Và quá trình mình ninh nước lâu là sẽ còn thịt còn gân là sẽ gây lên mùi hôi các bạn nhé. Nhưng mà với cái thao tác đầu tiên thì chưa sạch được. Các bạn sẽ đun sôi nồi nước khoảng 10-15 phút và cho cái xương mình đã dọc qua vào. Bảo quản khoảng 10-15 phút để quá trình mình làm sạch xương thì nó mới đảm bảo được. Còn nếu như còn gân còn thịt, quá trình mình ninh nước thời gian nó lâu là nó sẽ sủi bọt và nó sẽ gây cho cái độ hôi đấy. Sau khi đã nguội thì bạn vớt ra để làm tiếp tục làm cho nó sạch cái xương. Và cũng là đồng thời nó ra cái nước tiết đi. Đấy các bạn để ý cái nồi nước tiết nó rất là đen và rất là hôi. Và lần này thì các bạn làm rất là dễ, chỉ cần cạn thôi, cạn là sạch. Càng sạch bao nhiêu thì nồi nước dùng của mình nó càng được trong bấy nhiêu và nó không có độ hôi. Quan trọng là nó không có độ hôi, độ hôi của thịt và gân. Nếu bạn làm được sạch thì bạn cứ ninh cả ngày nước nó vẫn trong. Và đối với xương bò này thì cũng thế các bạn nhé, tất cả phải làm sạch hết. Kể cả số lượng ít hay nhiều thì các bạn cũng phải dốc hết cái gân cái thịt này đi. Càng sạch sẽ bao nhiêu thì nước nó càng trong càng ngon bấy nhiêu. Đây số lượng thì nhà tôi làm rất nhiều nhưng mà vẫn cứ phải làm hết sạch hết. Càng xương bò thì càng phải làm cẩn thận. Rất là dễ làm đấy. Và để làm thử các bạn thì mình sẽ làm một nồi nước dùng nhỏ với các bạn nhé. Trong khi ninh xương thì mình quay ra để làm cái gia vị. Hành tây mình sẽ bổ mỏng ra để quá trình mình rang mình hơ cho nó nhanh thơm. Cũng phải nướng và đảo hành tây lên. Riêng quế hồi là mình phải đảo riêng vì cái này nó nhanh, trong vòng 1 phút thôi là các bạn phải nó vàng lên là thôi ngay, không nó mình đun quá một tí là sẽ cháy, nó chuyển thành màu đen. Còn mình đun vừa tầm thì nó là màu vàng thì nó vừa thừa dậy mùi thơm.
và nó sẽ làm cho vàng nước. Và quá trình mình đảo gừng lên thì nó sẽ bị đen như vỏ gừng. Và lần này tiếp tục là mình phải làm cho nó sạch cái củ gừng. Đấy, các bạn phải vỏ sạch hết cái vỏ cái ngoài nó đen đi, thì nó sẽ tránh được cái trường hợp là nước sẽ bị đen. Còn hết cái vỏ ngoài nó chỉ còn gừng thì rất chín, đã chín đã dậy mùi rồi, nhưng mà mình phải vỏ cái vỏ đi sạch như này thì nó mới không bị đen nước các bạn nhé. Và sau đó thì mình sẽ cho vào cái giọt này để quá trình mình múc nước nó không bị lẫn. Còn nếu như bạn không có giọt, có thể cho vào cái túi cước nhỏ. Như nếu các bạn làm hàng thì mình cũng khuyên là nên mua cái này, vì cái này nó cũng rẻ thôi, có trên dưới 100.000 cái bằng inox, rất là tiện lợi, gọn gàng, sạch sẽ. Tất cả mình cho vào một cái giọt thấp. Đấy, rất là gọn gàng. Và cái giọt này cũng có cả móc các bạn nhé, vì cái nồi nước phở của mình nó cao thành thì nó sẽ có cái móc rất vừa tầm, người ta cũng tính toán rồi, chỉ cần dùng cái móc móc vào thành là xong. Đấy, rất là ngọt, có nhiều loại, loại to, loại nhỏ. Và để làm thử với các bạn thì mình sẽ làm một cái nồi nhỏ thôi các bạn nhé. Mình chỉ cho 1-2 cục xương thôi vì nồi nước nhỏ. Với cái nồi nước như này thì mình chỉ cho một củ gừng và 2 cái hoa hồi. Thì gừng nướng bạn cho nhiều thì không sao, nhưng nếu khi hoa hồi mà bạn cho nhiều thì rất là khó ăn. Một chút hạt lên, một chút muối súp. Trong quá trình mình ninh thì nó vẫn còn một ít gân ít thịt, cho nên nó sẽ sao bọt lên. Các bạn tiếp tục phải dùng kia để nốt cái bọt đó đi. Và sau khi mình cho gia vị vào thì nước sẽ chuyển sang một màu hơi vàng vàng, trông rất là hấp dẫn. Sau khi đã cho đầy đủ gia vị vào thì các bạn có thể giảm bớt lửa đi và hé vung. Và cái chi tiết đậy một nửa vung rất là quan trọng các bạn nhé, vì nếu như bạn đậy kín nồi vung này thì ngay lập tức nồi nước của mình nó sẽ trở thành lồng ngàn nên không thể ăn được. Và với kinh nghiệm của mình thì chi tiết đậy một nửa vung rất là quan trọng, rất đơn giản nhưng rất quan trọng. Và trong thời gian mình được ninh xương thì quay sang để mình thái thịt bò. Thịt bò các bạn phải thái mỏng các bạn nhé, miếng to mỏng. Và là bạn là làm một thái, nhưng mà để đảm bảo thì mình vẫn cứ phải trần qua một lần vào nồi nước dùng từng cho nó đảm bảo. Và để tạo một cái hương vị đặc trưng riêng cho cửa hàng của mình thì nhất là các bạn trẻ, bạn nào mà có yêu nghề thì có thể comment ở dưới phía dưới video, và mình biết đâu thì mình sẽ chia sẻ và giúp đỡ các bạn. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành tô phở tái các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video hữu ích, các bạn hãy like, chia sẻ và nhấn chuông đăng ký để ủng hộ
kênh mình nhé. Xin cảm ơn và chúc bạn thành công. Xin chào.